The Solina là dự án khu dân cư phức hợp bao gồm căn hộ, biệt thự và nhà phố liên kề có vị trí tiếp giáp đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh được Khang Điền phát triển cùng hệ thống tiện ích cao cấp. Khu đô thị The Solina với hệ thống tiện ích kép biệt lập nội khu bao gồm shophouse, hồ bơi người lớn và trẻ em, sân chơi, khu BBQ, gym, công viên dành riêng cho từng khu, mang đến cho cư dân cuộc sống chất lượng, văn minh, không gian sống xanh chất lượng. Khu biệt thự và nhà phố The Solina bao gồm nhà phố liên kế, biệt thự song lập và biệt thự vườn được thiết kế phong cách châu Âu hiện đại. Khu căn hộ The Solina có quy mô gồm 4 khu với 7 block căn hộ với thiết kế hiện đại, tối ưu công năng và tích hợp đầy đủ không gian chức năng như phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, lobby, phòng vệ sinh, vừa liên kết vừa đảm bảo riêng tư từng phòng. Solina được chủ đầu tư uy tín Khang Điền triển khai hứa hẹn mang đến cơ hội an cư và đầu tư tại khu Nam Sài Gòn. Quý khách quan tâm vui lòng liên hệ phòng kinh doanh 0909 910 884 hoặc để lại thông tin và nhu cầu quan tâm để được tư vấn tốt nhất. Nhóm thông tin bất động sản, alocanhosg.com xin hân hạnh phục vụ.